mãi khi bàn viếng chùa. Mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bông tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối ngày và đêm. Bảy câu nói van xin của thầy Minh Tuệ khiến Phật tử bật khóc. Sáng 20 tháng 5 2024, thầy Minh Tuệ chính thức lên tiếng khi bị đám đông bám theo dày đặc nhiều ngày. Thầy nói: thứ nhất, những người hộ pháp lên trở về, con không cần ai hộ pháp nữa vì con chỉ là người đang tập tu. Thứ hai, người dân nên trở về nhà làm công việc của mình, đừng đi theo con nữa. Thứ ba, các YouTuber hãy quay về, nếu đi theo quan sẽ gây náo loạn xã hội, mất trật tự giao thông. Thứ tư, những người tự tu lên đi một mình, hạnh đầu đà là tu một mình. Thứ năm, mọi người gặp con trên đường không cần phải đảnh lễ quỳ lạy, hãy đảnh lễ Tam Bảo, lạy Phật là được rồi. Thứ sáu, người tu tập ai cũng cần có thời gian để sinh hoạt ngồi thiền, mọi người đừng chờ con từ 3 giờ đêm nữa. Thứ bảy, con đâu phải diễn viên Hollywood để xem, con là nhà tu hành. Xin mọi người hãy hoan hỷ, xin mọi người hãy hoan hỷ. A Di Đà Phật. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe. Có gì thuộc về ta, mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà. Dưới bông Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Minh Tuệ, sinh 1981, tên thật là Lê Anh Tú, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam, nổi tiếng với việc hành hương khổ hạnh trên khắp đất nước. Xuất thân, ông tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam. Ông là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con. Năm 1994, ông cùng gia đình chuyển đến xã Yêu Tô, huyện Yêu-Rai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Tại Gia Lai, khi học hết phổ thông trung học, ông đi nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ, ông theo học trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp, ông làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân có trụ sở tại tỉnh Phú Yên. Năm 2015, ông xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó, ông rời khỏi chùa và tập học tu hạnh đầu đà từ năm 2017 cho đến nay. Ông cho biết, ông không phải là tu sĩ Phật giáo,
không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết ông không phải là tu sĩ của giáo hội này. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh Đầu Đà, một số nhìn vào hành trạng và y áo của ông mà phỉ báng, nào là điên khùng, nào là hành sát, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng Sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp. Ông làm theo những lời dạy trong kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch, thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh Đầu Đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy là ép xác, hành xác khiến cơ thể phải chịu nhiều đau đớn, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy khổ hạnh Đầu Đà nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Hiện tượng Thích Minh Tuệ cho ta niềm tin về một con người tự nguyện tu tập, về một con người tự do theo hay không theo tôn giáo. Con chả phải là sư hay thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo lời Phật dạy thôi. Dân chúng đang khao khát một hình ảnh nhà sư đời thường như thế, hay họ liên tưởng đến triết lý tu tại gia của Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ hơn 700 năm trước. Nếu bỏ qua những việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để câu view, câu like, để nổi tiếng, để kiếm tiền, làm quá lên hay để chống phá chính sách tôn giáo của nhà nước ta, thì hình ảnh một người tự tu theo đạo Phật cho ta thêm niềm cảm hứng mới. Đó là cảm hứng về tự do, cảm hứng về vượt qua cám dỗ vật chất, cảm hứng về tâm hồn vô tư trong sáng, cảm hứng về nghị lực. Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi ta, dưới bóng Phật là nhà, ta đi là ta đến. Ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
cơn nước lũ. Lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối này và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tàn, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.